Mỹ bắn tên lửa hành trình Tomahawk vào đa mục tiêu tại Syria. Thưa quý vị và các bạn, thông tin này được cung cấp chỉ ít phút sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố đã ra lệnh tấn công chính xác vào các mục tiêu liên quan đến năng lực vũ khí hóa học của Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Sau khi Mỹ cáo buộc chính quyền Syria đã gây ra vụ tấn công hóa học khiến cho hàng chục người chết ở Joma ngày 7 tháng 4. Cùng thời điểm này, một loạt tiếng nổ lớn đã được phát hiện gần thủ đô Damascus của Syria, nơi được cho là thị trấn Damascus. Khoảng 6 tiếng nổ đã vang lên, một nhân chứng chia sẻ với Reuters. Đài truyền hình quốc gia Syria thông báo quân đội đã kích hoạt hệ thống phòng không chống lại đợt tấn công này. Một nhân chứng khác khẳng định các tiếng nổ lớn tập trung tại Baza khu vực có trung tâm nghiên cứu khoa học chính của Syria. Đài quan sát Syria về nhân quyền có trụ sở tại Anh cho hay nhiều căn cứ quân sự cũng đã bị tấn công. Hãng tin Nga Sputnik dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết tên lửa hành trình Tomahawk được sử dụng trong cuộc tấn công lần này cũng từng được tàu chiến Mỹ bắn vào Syria để trả đũa vụ tấn công hóa học ở Khan Sheikhon ngày mùng 7 tháng 4 năm 2017. Trang tin Within Theory chuyên theo dõi tình hình chiến sự của nước này cho biết các tổ hợp phòng không tầm ngắn Pansy S1 đã khai hỏa bắn hạ ít nhất một tên lửa hành trình của Mỹ trên bầu trời Damascus. Cuộc tấn công diễn ra trùng với thời điểm các chuyên gia tổ chức cấm vũ khí hóa học OPCW đang có mặt ở Syria để điều tra vụ tấn công nghi bằng vũ khí hóa học ở Joma.